Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi quay hình cho MV Không Nói Nên Lời của Đỗ Hoàng Dương. Không Nói Nên Lời là single thứ 3 và cũng là sự trở lại của Đỗ Hoàng Dương sau 2 năm. Tức quá đi không nói nên lời, hết yêu nhau đã lâu rồi thì nên nói với nhau một lời. Đừng tự ý biến mất đi không nói gì. Trở lại lần này của Đỗ Hoàng Dương sẽ là một cuộc cách mạng, nó gọi là gì nhỉ, một sự thay máu trong team của mình. Dương sẽ kết hợp với một ekip tuy lạ mà lại rất là quen. Lần này thì Dương sẽ kết hợp với một nhạc sĩ của team Cleaners, đó chính là Ocus, chủ nhân của những ca khúc trendy trong thời gian vừa rồi, giống như là Em Không Hiểu, Lỡ Say Bye Là Bye, rất là hot trên TikTok. Và người đạo diễn sẽ đạo diễn cho MV lần này của Dương đó chính là anh Jason, là chủ nhân của những MV đình đám trong showbiz vừa qua của anh Sơn Tùng hay là của chị Min. Anh Hiệp Đức Lê sẽ là người làm artwork, Tiger Beer sẽ là người lo những trang phục và Ti Lê phù thủy make up khỏi phải nói rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là phần biên đạo của bộ đôi Sin và Grandy. Đó là một cái điều mà Dương cảm thấy là rất là mong đợi cho lần này. Lâu nay anh làm gì sai để em không muốn ở lại? Lúc nói yêu em đâu từ chối. Vậy tại sao người lại muốn hai ta có kết cục xa nhau? 24 giờ lại trôi, bao nhiêu thắc mắc trong lòng. Thật sự ta chia tay có đáng hay không? Chạy ngay đến trước sân nhà em, dù là đang lúc 2 giờ đêm, anh đứng ở đây chờ em thứ. Tạo hình của Đỗ Hoàng Dương cho sự trở lại lần này sẽ được lấy cảm hứng từ những cậu boy xinh trai, da trắng, tóc vàng, đặc biệt là ngốc nghếch nhưng mà lại rất si tình. Trong MV lần này thì sẽ có những outfit rất là độc lạ. Nói chung là không ai có thể đụng hàng được và mình cũng không mong là ai đụng hàng với mình đâu. Chỉ mong là sẽ mặt cặp cùng với người mình yêu mà thôi. Tức quá đi không nói nên lời, hết yêu nhau đã lâu rồi thì nên nói với nhau một lời. Để thực hiện được MV Không Nói Nên Lời, phải nói đây là một cái quá trình khá là gian truân. Dương và ekip của mình đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, nhưng mà bởi vì là tình hình dịch bệnh, lúc đó thành phố đang lockdown nên là đâm ra mình phải chờ. Nhưng mà khi mà mọi thứ tưởng chừng như là ổn rồi, mở lockdown rồi nhưng mà lại hạn chế tập trung ở những nơi công cộng, nên đâm ra là đã khiến Dương và công ty của mình cùng ngồi họp và quyết định đầu tư dựng set và quay cho phim trường. Và đặc biệt là tất cả set lần này sẽ được dựng siêu lớn và làm y như là thật, cỏ thật, sân vườn thật, nhà 2 tầng cũng là thật và thậm chí có rất là đầy đủ tiện nghi bên trong. Và có một điểm đặc biệt đó chính là tất cả những set đó chỉ được sử dụng duy nhất một lần mà thôi. À, và có một điểm nữa đó chính là 4 mùa cũng là thật nha mọi người. Tuyết cũng là thật, lá mùa thu cũng là thật, hoa cũng là thật, mùa hè ánh nắng cũng là thật luôn, rất là nóng luôn. Em làm sao ấy nhở? Tức quá đi không nói nên lời, hết yêu nhau đã lâu rồi thì nên nói với nhau một lời. Đừng tự ý biến mất đi không nói gì. Lặng lẽ em rơi xa đau lòng quá, bất ngờ ta thành hai người yêu cũ. Tức quá đi không nói nên lời, hết yêu nhau đã lâu rồi thì nên nói với nhau một lời. Em ơi điều gì làm ta cách xa? MV Không Nói Nên Lời của Đỗ Hoàng Dương đã có mặt trên YouTube rồi và đĩa cũng đã được phát hành rồi. Mọi người hãy đón mua và cái view thật nhiều cho Đỗ Hoàng Dương nhé. See ya!